còn những người có ý đồ xấu, lợi dụng nơi đông người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Đề nghị quý du khách nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động quản lý và bảo quản tài sản cá nhân của mình. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm, quý du khách vui lòng báo ban an ninh ở khu vực gần nhất trong khuôn viên chùa hoặc liên hệ qua số điện thoại của ban an ninh 0967 300 332 để có phương án kịp thời xử lý, hoặc số điện thoại của ban trí khách khi cần 0203 6557 799. Kính chúc quý du khách năm mới bình an. Nhà chùa xin trân trọng cảm ơn.